Tuần qua, lực lượng cảnh sát ở Tân Bắc liên tiếp ở Tan Xuyền và Đạo Viên triệt phá được băng nhóm lừa đảo bằng bạo lực đã bắt giữ nhiều nghi phạm. Mặc dù đã giải cứu được 58 người đang bị giam cầm nhưng lại phát hiện có 3 người bị ngược đãi, trong đó có nạn nhân chết vì rơi từ tầng cao xuống đất hay chết vì mắc bệnh, đều bị vứt xác ở Đạo Viên và trên khu núi của Hồ Nhật Nguyệt. Gia đình nạn nhân thực đau lòng khi nhận được tin xấu, lên tiếng thỉnh cầu nền tư pháp hãy trả lại công lý cho họ. Người bị hại được sống sót cũng mang vết thương đầy mình kể lại quá trình bị giam cầm và ngược đãi tự như bị ném vào hỏa ngục. Nhìn lại vụ việc trước nhất, lực lượng cảnh sát tới khu Tan Xuyền ở Tân Bắc thành công giải cứu được 26 người bị hại, rồi lần theo đường dây điều tra lại ở khu Trung Ly Đào Viên giải cứu thêm 32 người. Trong hai lần hành động đã bắt giam tổng cộng 23 nghi phạm, thì những tội phạm này đều bị giam giữ. Còn lại hai nghi phạm được chuyển đến tòa án thiếu niên, còn thành viên nòng cốt trong nhóm lừa đảo cũng đã xa lưới vào tối ngày 4 tháng 11. Sau khi bắt được chủ nghi phạm biệt danh Thả Tùng, tòa án lập tức ra lệnh tạm giam không cho gặp và tiếp xúc người bên ngoài. Trong vụ lừa đảo này, bọn băng nhóm đã dùng thủ đoạn đăng quảng cáo trên mạng giả bộ có vị trí ứng tuyển, ngoài ra dùng kiểu cho mượn sổ ngân hàng và cho vay tiền để lừa đảo người bị hại. Trong vụ án này đã khiến 3 người thiệt mạng và thi thể được đem vứt bỏ. Cảnh sát rất tiên tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị vứt ở khu núi Đào Viên. Ngày 6 tháng 11, một thi thể khác cũng được tìm thấy trên khu núi của Hồ Nhật Nguyệt, nhưng không còn nguyên vẹn, hiện phải chờ nhóm giám định để xác nhận danh tính. Để hưởng ứng theo lời hiệu triệu của Ukraine, nhiều lính tình nguyện người nước ngoài đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Anh Tăng Nhục Hoành, tên thực là Tăng Thánh Quang, là lính tình nguyện người Hoa Liên 25 tuổi, đã sang Ukraine tham gia chiến đấu vào hồi tháng 6. Tuy nhiên, theo thông tin của đoàn binh lính nước ngoài đồn trú tại địa phương, trong trận chiến giao tranh quyết liệt với lực lượng xe thiết giáp của Nga, anh Tăng Thánh Quang không may đã hy sinh do bị trúng đạn pháo của chiến xa. Người thân ở Hoa Liên vô cùng đau lòng khi nhận được tin buồn. Vào thời thơ ấu, Tăng Thánh Quang từng sinh sống ở nước Belize, tới tuổi học cấp 3 mới trở về Đài Loan. Vì say mê đời sống trong quân ngũ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đăng ký nhập ngũ trở thành quân nhân tình nguyện. Người thân cho biết Tăng Thánh Quang là một chàng thanh niên có tánh cởi mở và sống về chính nghĩa. Khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, anh đã ý định tham gia, mặc cho người thân ngay cản trở nhiều lần vẫn không thể xua tan ý định. Do anh giỏi về ngoại ngữ nên rất nhanh được chiêu gọi và khởi hành sang Ukraine từ tháng 6. Những người đồng đội trong quân ngũ đều tỏ ra vô cùng mến phục tấm lòng can đảm của Tăng Thánh Quang. Anh lính tình nguyện người Nhật cũng nằm trong đồng đội đã dán hình ảnh của Tăng Thánh Quang trên Twitter để ghi nhớ lại thời gian hai người cùng tham gia trong khóa huấn luyện. Nhiều cư dân mạng Đài Loan cũng để lại tin nhắn ca ngợi là đứng anh hùng chân chính, thậm chí phát động lời kêu gọi hy vọng có thể đưa di thể của anh trở về Đài Loan. Được biết, Bộ Ngoại giao đang nỗ lực thực hiện vấn đề này. Số ca nhiễm COVID-19 ở Đài Loan đã 5 ngày liên tục đều hạ xuống thấp dưới 30.000 ca. Hôm nay thứ hai cũng sụt xuống dưới 20.000 ca. Kể từ tuần này sẽ không còn yêu cầu và bắt buộc người dân phải đo thân nhiệt khi vào nơi công cộng. Trong bối cảnh dịch COVID đang dần lắng dịu, kể từ ngày 7 tháng 11 sẽ ra mắt 4 quy định mới, bao gồm cho gỡ bỏ cách ly tại nhà với người tiếp xúc ca bệnh, thực thi toàn diện chương trình tự chủ phòng dịch không cộng 7. Người nhiễm bệnh thực hiện 7 ngày cách ly sau đó, từ ngày thứ 8 trong vòng 7 ngày làm test nhanh cho kết quả âm tính, sẽ được tự động dỡ bỏ về tự chủ phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động diễu hành tôn giáo, du lịch trong nước, các phòng tập thể dục và 8 loại hình kinh doanh chủ yếu được dỡ bỏ định hạn chế hoạt động. Ngoài ra, ở nơi công cộng như đường tàu cao tốc, đường sắt Đài Loan, chợ họp truyền thống cũng bãi bỏ quy định bắt buộc đo thân nhiệt. Kể từ tháng 11, Đài Loan mở rộng tiêm vaccine cúm mùa miễn phí cho người trên 50 tuổi. Hiện đã chuẩn bị 6,3 triệu liều vaccine. Tính đến ngày 4 tháng 11 đã tiêm được 4,46 triệu liều, cho thấy người dân tích cực tham gia tiêm phòng. Đối với người đi tiêm vaccine cúm mùa không những được phòng chống bệnh cúm, theo tạp chí y khoa The Lancet thực hiện nghiên cứu với hơn 4 triệu người dân Canada kéo dài trong 10 năm, cho thấy trong khoảng thời gian này, người có chích ngừa cúm có thể làm giảm tỷ lệ bị đột quỵ tới 23%, bao gồm việc giảm thiểu tình trạng mạch máu não bị tắc nghẽn và xuất huyết, đồng thời đều đạt hiệu quả đối với mỗi độ tuổi khi tiêm phòng. Ngoài ra, theo nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Trung San dựa theo kho dữ liệu của Bảo hiểm Y tế phân tích, bệnh nhân có cơ địa dị ứng sau khi được tiêm vaccine cúm mùa có thể làm giảm tỷ lệ hen suyễn và đạt hiệu quả tốt cho bệnh nhân trẻ tuổi.